Và đây, hôm nay thì mình mới có chiếc iPhone 15 Pro Max ở trên tay. Cũng khá là muộn, nhiều anh em cũng đã xem ở trên những kênh công nghệ khác rồi. Và các bạn cũng đã biết được những thông tin rõ ràng về cái chiếc 15 Pro Max này rồi. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ những cảm nhận cá nhân của mình. Và mình cũng thử so xem với cái chiếc iPhone 14 Pro Max thì các bạn có cần thiết phải nâng cấp lên 15 Pro Max hay không. Và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Và đây là cái bài chia sẻ cảm nhận cũng như là trên tay của mình về cái chiếc iPhone 15 Pro Max. Và bạn nào muốn tham khảo cái chiếc iPhone 15 Pro Max này cũng như là đặt hàng trước cái sản phẩm này thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả tham khảo tại hệ thống của Di Động Việt nhé. Về phụ kiện ở phía bên trong thì nó vẫn rất là đơn giản rồi. Nó chỉ bao gồm, đó chính là một sợi dây cáp USB Type-C. Tuy nhiên, năm nay thì mình thấy rất là thích thú với cái sợi dây cáp C2C này. Đó chính là nó được bọc dù các bạn ạ. Đây là một cái điều khá đáng khen đối với Apple. Bởi vì những cái sợi dây cáp trước đây của Apple ấy thường thường nó sẽ được làm từ cao su. Nó sẽ rất dễ bị đứt gãy ở cái phần cổ của cáp này. Và với việc được bọc dù này thì nó sẽ tăng độ bền của cái sợi cáp này lên hơn nữa. Đây là điểm cộng dành cho Apple trong năm 2023 này với việc ra mắt với chiếc iPhone 15, 15 Pro và 15 Pro Max. Đó. Ok, mình sẽ để nó vào bên trong đây. Điều kiện đây thì nó sẽ có một cái que chọc SIM cùng với đó là hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một sticker hình quả táo cắn dở. Đó, các bạn có thể dán lên bất cứ đâu cũng được. Đây, toàn bộ phụ kiện của nó cũng không có gì đặc biệt cả. À không, đặc biệt đó chính là sợi dây cáp C2C này được bọc dù. Ok, quay trở lại với cái chiếc iPhone 15 Pro Max. Và đây, cái đặc biệt nhất ở trên cái chiếc máy này đó chính là Apple có nói rằng cái phần khung viền của nó được làm từ titanium. Tuy nhiên thì có nhiều thông tin cho rằng là cái phần khung viền của cái chiếc iPhone 15 Pro Max này không phải hoàn toàn được làm từ titanium. Nó chỉ có phần ở bao bên ngoài đây thì được làm từ titan thôi. Còn phần khung sườn ở phía bên trong của cái chiếc máy này thì nó vẫn được làm từ nhôm. Apple có làm một vài cái biện pháp cơ khí để có thể ép cái phần tiếp giáp giữa titanium và nhôm này nó được là một cái khối hoàn toàn thống nhất. Đây là cái vấn đề về gia công cơ khí rồi thì mình không muốn chia sẻ thêm. Nhưng đánh đổi lại đó chính là cái trọng lượng của chiếc iPhone 15 Pro Max nó cực kỳ là nhẹ. Khi mà mình cầm cái chiếc iPhone 14 Pro Max trên tay đây thì mình cảm thấy rõ rệt được cái độ nhẹ của cái chiếc máy này. Và cảm giác cầm nó cũng tốt hơn. Bởi vì cái phần khung viền của cái chiếc iPhone 15 Pro Max nó được làm vát hơi cong cong nhẹ một chút, cho cảm giác cầm ở trên tay nó thoải mái hơn so với chiếc iPhone 14 Pro Max mà mình cũng đang có trên tay đây. Và trọng lượng của nó thì nhẹ hơn khoảng 20g. Nhưng mà 20g này nó cũng khá là đáng kể đấy. Khi mà cảm giác cầm nắm trên tay, nếu như cầm hai chiếc máy trực tiếp thì có thể cảm nhận được rõ rệt được cái sự nhẹ nhàng hơn của chiếc iPhone 15 Pro Max. Còn ở phía mặt trước đây thì các bạn có thể nhìn thấy là cũng khó để phân biệt được đâu là iPhone 15 Pro Max và đâu là iPhone 14 Pro Max đúng không? Bởi vì cái thiết kế màn hình nó gần như là hoàn toàn giống hệt nhau. Để ý kỹ hơn một chút thì cái phần viền màn hình của cái chiếc iPhone 15 Pro Max này nó mỏng hơn một chút so với chiếc iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên nó chỉ mỏng, không quá đáng kể. Và nhìn qua thì các bạn cũng khó lòng nào có thể phân biệt được. Và cái thiết kế màn hình Dynamic Ice lần này thì nó có thể theo Apple trong khoảng vài năm nữa. Vậy nên là nếu như bạn nào đang sử dụng iPhone 14 Pro Max và hơi lăn can tăn một chút về phần thiết kế thì mình nghĩ là không nên lên iPhone 15 Pro Max để làm gì. Và cái thay đổi tiếp theo so với iPhone 14 Pro Max đó chính là cái cổng sạc USB Type-C. Nó này với việc thay đổi từ Lightning sang USB Type-C thì cái cổng sạc này giúp các bạn có thể kết nối được với rất nhiều những thiết bị ngoại vi, từ bàn phím này hoặc là truyền dữ liệu kết nối với ổ cứng ngoài để quay video, nó cũng sẽ cho tốc độ nhanh hơn so với cổng Lightning truyền thống. Và USB Type-C ở trên 15 Pro Max này là USB Type-C 3, vậy nên là nó cho tốc độ truyền dữ liệu lên tới là 10 Gbps trên giây cơ, tốc độ rất là khủng khiếp. Và theo như Apple quảng cáo thì chiếc máy có thể quay được video ở định dạng ProRes, vậy nên là các bạn có thể gắn ổ cứng SD ngoài để có thể lưu ở trên ổ cứng luôn. Đây là cái điểm cải tiến đáng kể ở trên cái chiếc 15 Pro Max. Với tính năng đó thì nó chỉ dành cho một vài đối tượng đặc thù thôi. Còn nếu như bạn là một người sử dụng bình thường, đang sử dụng cái cổng Lightning rất là quen thuộc bao nhiêu năm nay của Apple rồi, thì mình nghĩ các bạn không nên vì cái cổng C này mà đổi từ 14 Pro Max lên iPhone 15 Pro Max.
Về màn hình thì theo như Apple có quảng cáo rằng là năm nay nó sáng hơn so với thế hệ iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn đây, mình thấy độ sáng của hai chiếc máy này thì hoàn toàn nó không có gì là quá chênh lệch cả. Mình sẽ tăng max sáng của cái chiếc iPhone 15 Pro Max lên. Đúng là nó có sáng hơn thật, nhưng mà ra ngoài trời nắng thì kể cả là chiếc iPhone 14 Pro Max này nó vẫn cho cái chất lượng hiển thị cực kỳ là tốt, độ sáng rất cao. Và chất lượng hiển thị ở trên cả hai sản phẩm này thì nó đều hoàn toàn là giống hệt nhau, không có gì thay đổi cả. Vẫn là một cái màn hình ProMotion 120Hz cho trải nghiệm vuốt chậm rất là mượt mà. Tuy nhiên thì không biết là nó có bị lỗi xanh màn hình xanh đỏ tím vàng như thế iPhone 13 Pro Max hay không, thì cái này phải để tương lai mới biết được, chứ hiện tại bây giờ cứ có máy để trải nghiệm cái đã, đúng không? Còn về cái thay đổi tiếp theo đó chính là về mặt camera. Năm nay thì camera của nó vẫn sẽ có độ phân giải là 48MP giống như ở trên thế hệ iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên thì năm nay iPhone 15 Pro Max sẽ hỗ trợ zoom quang học lên tới là 5x, zoom xa hơn so với thế hệ iPhone 14 Pro Max chỉ là 3x mà thôi. Và camera góc siêu rộng thì vẫn sẽ có độ phân giải là 12MP. Về giao diện camera thì đây, mình sẽ vào trong để cho các bạn xem. Thì năm nay nó sẽ có những cái tab, thứ nhất đó chính là tab 0.5x, cái ống kính góc siêu rộng này. Tiếp theo là 1x, ống kính góc thường 24mm. Và khi mà giữ ở 24mm này thì các bạn cũng sẽ có thể chuyển đổi lên 2x này. Đó, là 48mm, là camera 2x. Tiếp theo thì ống kính lên 5x thì sẽ có tiêu cự là 120mm. Và đây là zoom quang học nhé, chứ không phải là zoom kỹ thuật số. Còn zoom kỹ thuật số thì các bạn có thể lên tới đó chính là 25x đây. Đó, nó sẽ chỉ hiển thị cái tiêu cự quy đổi ra full frame ấy. Thì chế độ là 5x này, chế độ 2x này, 1.5x là 35mm này, 1.2x là 28. Nói chung là từ 5x đổ xuống thì nó sẽ hiển thị cái tiêu cự cho các bạn có thể biết được. Đây là tiêu cự quy đổi ra full frame nhá, qua ống kính full frame, đây 24mm đây. Và ống kính góc siêu rộng thì sẽ có tiêu cự là 13mm. Và năm nay về video thì nó vẫn sẽ không có quay video 8K, vẫn chỉ là dừng lại mức 4K thôi, và tốc độ quay là 60. Tuy nhiên thì năm nay cái chiếc máy này có thể quay video với định dạng ProRes. Thì với quay video ProRes thì các bạn sẽ phải quay bằng ổ cứng gắn ngoài. Các bạn sẽ phải mua một cái ổ cứng SD và cắm để ghi thông qua cổng sạc, đó chính là USB Type-C, giúp các bạn có thể quay video một cách chuyên nghiệp hơn. Nói chung là camera thì năm nay iPhone 15 Pro Max này nâng cấp về mặt tính năng nhiều hơn một chút so với thế hệ iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên thì nó cũng không quá đáng kể đâu, bởi camera ở trên iPhone 14 Pro Max thì mình thấy nó cũng rất là chất lượng rồi. Một điểm thay đổi nữa ở trên cái chiếc iPhone 15 Pro Max này đó chính là cái nút tác vụ mới thay thế cho cái cần gạt rung ở trên thế hệ iPhone trước đây. Những cái tác vụ này thì các bạn có thể gắn những cái tính năng cần thiết để các bạn có thể thao tác nhanh. Đầu tiên là chế độ im lặng, thì các bạn có thể chuyển đổi giữa im lặng và chuông cho cuộc gọi và cảnh báo. Tiếp theo là chế độ không làm phiền này. Tiếp theo là máy ảnh. Thì khi mà gắn cái này cho máy ảnh thì các bạn chỉ cần giữ nó sẽ chuyển sang camera cho các bạn luôn. Đó. Tiếp theo, đèn pin này, ghi âm này. Biến iPhone của bạn thành một kính lúp phóng đại để phát hiện những cái đồ vật ở gần bạn này. Tiếp theo là phím tắt, thì các bạn có thể add những cái tính năng, ví dụ mở ứng dụng này, mục ưa thích này, đặt hẹn giờ, nhận dạng nhạc, có nghĩa là bật Shazam ấy, hoặc là vào cái trình Apple Music này. Đó, cái phím tắt này các bạn có thể add rất nhiều. Vào cái mở ứng dụng này thì các bạn có thể add những cái ứng dụng mà các bạn đang có trên máy. Đó, ví dụ mình gắn là bật YouTube đi. Bây giờ thì mình sẽ giữ, nó sẽ chuyển sang YouTube cho các bạn luôn. Đó, nói chung là cái phím tác vụ này thì nó có thể gắn được rất nhiều những cái tính năng bật tắt nhanh, là trợ năng này, và không có tác vụ gì, có nghĩa là vô hiệu hóa cái nút này. Thì thường thường mình thấy hữu ích nhất thì mình vẫn để cái chế độ im lặng, bởi vì chả có cái gì cả. Chuyển sang chế độ chuông và im lặng thì nó sẽ tiện hơn, giống như cần gạt rung ngày xưa. Nói chung là đây là một cái thay đổi mình thấy nó cũng không gọi gì là đột phá so với cái cần gạt rung trước đây. Với cái nút này thì nếu như các bạn muốn thêm những cái tính năng gì cần thiết đối với các bạn thì các bạn có thể thêm. Cái nâng cấp tiếp theo ở trên cái chiếc iPhone 15 Pro Max này đó chính là có chiếc A17 Pro. Năm nay thì hậu tố không còn là Bionic nữa mà chuyển sang đó chính là hậu tố Pro. Thì điểm số AnTuTu chấm được nó lên tới là 1.484.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 383.000 và điểm GPU đạt được là 492.000. Về cái điểm số này thì là một cái điểm số rất là khủng khiếp rồi.
Và dung RAM thì chiếc máy này nó sẽ được nâng lên là 8GB. Còn cái chiếc iPhone 14 Pro Max thì nó sẽ chỉ tối đa là 6GB mà thôi nhá. Vậy các bạn lưu ý một chút. Tuy nhiên thì 6-8GB ở trên iOS thì nó quá là dư thừa, bởi vì nó chỉ là con số thôi. Còn đa nhiệm ở trên iPhone iOS thì bao giờ nó cũng cho đa nhiệm rất là tốt rồi. Các bạn không phải lăn tăn về vấn đề đa nhiệm đâu. Cái tốc độ xử lý thì cái chiếc iPhone 15 Pro Max này rất là mượt mà luôn. Còn chiếc Apple A16 Bionic ở trên cái chiếc 14 Pro nó cũng đang còn rất là mạnh, huống chi là có chiếc A17 Pro ở trên cái chiếc 15 Pro Max. Với dung lượng pin thì Apple không công bố chi tiết cái con số, nhưng Apple có báo rằng là năm nay cái dung lượng pin của nó cao hơn một chút so với thế hệ iPhone 14 Pro Max một chút thôi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là chắc nó sắp xỉ khoảng 4.400 chẳng hạn. Còn về dung lượng pin thực tế như nào thì đợi một vài bên họ bóc máy ra thì các bạn có thể xem được cái thông số kỹ thuật được in ở trên cục pin của sản phẩm này. Nói tóm lại, những iPhone 15 Pro Max năm nay thì nó cải thiện hơn một chút về cái cảm giác cầm nắm này. Khung viền được làm từ chất liệu mới, đó chính là Titan. Còn về độ bền thì phải đợi một thời gian để mới có thể chứng minh được. Chứ Apple có nói rằng là cái khung viền Titan này nó có độ bền cao hơn rất nhiều so với thép, nhưng mà phải để thời gian kiểm chứng. Chứ hiện tại bây giờ chỉ là cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra mà thôi. Còn theo đó là có chiếc Apple A17 Pro mới thì nó sẽ đem lại chúng ta một hiệu năng cực kỳ là khủng khiếp. Và camera được nâng cấp nhẹ lên, thêm ống kính tele 5X. Cảm biến thì nó cũng vẫn sẽ giữ cảm biến chính là 48 megapixel mà thôi. Và cái cuối cùng đó chính là cổng Lightning đã được thay thế bởi cổng sạc Type-C 3 ở trên thế hệ iPhone 15 Pro Max này. Và với cổng C này thì các bạn có thể dễ dàng lựa chọn phụ kiện hơn, có thể dùng chung với Android cũng được luôn. Và kèm theo đó đó chính là khả năng truyền dữ liệu của nó cũng sẽ rất là cao, thích hợp với những ai sử dụng chiếc điện thoại này quay video chuyên nghiệp. Và chiếc máy này có thể quay được video ProRes RAW, vậy nên là các bạn có thể sử dụng cái ổ cứng gắn ngoài để ghi hình trên cái chiếc iPhone 15 Pro Max. Và đó là cảm nhận cũng như chia sẻ của mình về cái chiếc iPhone 15 Pro Max này. Còn các bạn thì bạn nghĩ sao về cái chiếc iPhone 15 Pro Max? Và nếu như bạn có tiền thì hãy đặt mua cái sản phẩm này đi, bởi vì hiện tại bây giờ nếu như tính ra thì iPhone 15 Pro Max năm nay nó không tăng giá, nó chỉ bắt đầu với phiên bản 256GB và mức giá của nó sẽ bằng với cái phiên bản 256GB ở trên thế iPhone 14 Pro Max năm ngoái. Vậy nên đúng ra là cái chiếc máy này nó không tăng giá đâu nhá. Và nếu như bạn nào muốn tham khảo và đặt hàng cái sản phẩm này thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả tham khảo tại Di Động Việt. Và rút lại quan điểm của mình đó chính là nếu như bạn nào đang sử dụng iPhone 14 Pro Max thì không nên nâng cấp lên iPhone 15 Pro Max để làm gì cả. 14 Pro Max hiện tại bây giờ nó vẫn rất là ngon. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.